chủ nhân của những câu chuyện được kể trong khoảnh khắc rực rỡ tuần này. Chào đón sự xuất hiện của diễn viên Võ Tấn Phát. Khoảnh khắc đầu tiên mà em có được cái sự mà gần gũi với khán giả nhất để mà giới thiệu mình đến tất cả quý vị khán giả đó là lúc mà em đăng quang Cười Xuyên Việt. Và phía sau thành công ấy là sự hy sinh thầm lặng. Khi mà mọi người nhìn vào những cái thành quả mà em đạt được á, thì mọi người chỉ thấy giây phút đăng quang của em thôi. Nhưng mà đằng sau đó, những cái sự nỗ lực, những cái sự cố gắng của em thì cũng rất là ít người biết. Thì tự nhiên cái ba mẹ ăn chay trường, cho nên là em hỏi là tại sao vậy, sao ăn chay trường vậy, cả ba bà mẹ luôn. Thì ba mẹ nói là ba mẹ ăn chay trường để cầu cho con được thành công. Đón xem tập 4 chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.